Xin chào các bạn nhé, mình đang sản xuất hồng trà cho đơn đặt hàng của khách Trung Quốc và khách buôn Trung Quốc và cung cho các chuỗi bán lẻ của mình. Ngoài hồng trà ra thì phân xưởng mình còn có trà phổ nhĩ, trà ô long, bạch trà, trà xanh truyền thống. Nên là trà, tất cả các loại trên đều sản xuất từ vườn trà cổ thụ hoang dã. Cây trà không phun thuốc cho vườn trà, không bón phân, nên là không phun thuốc, không bón phân, hoàn toàn hoang dã tự nhiên. Nên là trà sạch 100%, dưỡng chất trong trà thì rất là nhiều, bởi vì đây là dòng trà cổ thụ. Cây trà sống lâu năm rồi, hấp thu được nhiều dưỡng chất hơn, là rất là tốt cho sức khỏe. Bạn nào mà trong pha chế mà cần nguyên liệu pha chế thì có thể là liên hệ với mình sẽ giao lưu. Giá thì cũng rất là yêu thương và chất lượng trà thì rất là tốt, hương thơm, vị thanh hơn, dịu hơn, êm hơn so với dòng trà thông thường, và đặc biệt là nó sạch 100% và nhiều dưỡng chất hơn. Khi các bạn nào hoạch toán ra, các bạn chia bình quân ra thì tính ra nó còn rẻ hơn là trà bình thường, bởi vì trà bình thường ấy các bạn hãm, ví dụ như là cùng một cái khối lượng trà nhất định chẳng hạn, các bạn hãm ấy thì nước thứ ba, nước thứ tư là trà đã bị loãng rồi, đã hết dưỡng chất trong trà rồi. Nhưng mà với dòng trà cổ thụ này các bạn có thể là hãm từ 14, 15, 16 lần nước cơ. Thì khi các bạn hoạch toán ra ấy thì nó rẻ hơn nhiều, rẻ hơn là sử dụng với cái trà thông thường, mà mang được lại nhiều lợi ích hơn, ví dụ như là sạch hơn này, hoang dã 100% này, chi phí rẻ hơn này, mùi hương thơm hơn này, bền hương hơn này, vị nó êm, nó thanh, nó ngon hơn, nó đậm đà hơn. Xin chào các bạn nha, bạn nào cần trà thì liên hệ với mình. Mình cam đoan trà của mình 100% là sản xuất từ trà cổ thụ Hà Giang, hoang dã tự nhiên, không phun thuốc, không bón phân.